Rồi chào anh em buổi sáng. Bây giờ khách ăn thử một con máy nha anh em. DC70. Đây. Khách này lựa hai chiếc anh em ơi. Đây, khách đang lựa tiếp ha. Rồi, giờ em bắt đầu mở máy này ra luôn nha. Hồi nãy quay không kịp với lúc mà khách chụp cái máy. Giờ quay lúc này luôn. Máy này mới vừa mở luôn, tức thì luôn. Đang gỡ mấy phần lúa ra nè. Đây. Rồi bên đây ngày tiếp theo của máy này đây ha. Em đã làm xong rồi. Ngâm nữa còn ok ha. Chắc thay đạn này nữa. Tốt. Con máy mở ra kiểm tra. Đây. Đây con máy này giờ mới làm xong luôn. Một số. Đừng có thay gà. Đạn bi rồi đây. Chuẩn bị gáp vô hết nè. Chuẩn bị thay đạn nhiều lắm. Bên em hộp số là miễn phí. Đèn chân còn ngon nè. Lưới mới. Đó, mới. Bàn mới luôn. Khoan này tận dụng lại được. Chỉ thay có cái lượng cái khoan này ha. Chụp hình như khách nha anh em. Giờ đến công đoạn gần hoàn thành rồi anh em. Đang gấp cái hàm vô rồi. Đang gấp cái bàn tải vô là xong. Chúng sẽ làm rồi luôn. Cái này ship mới. Và đây cũng ship mới luôn. Đây là con máy này đã xong rồi, bây giờ em chuẩn bị lên xe giao thôi ha. Đó. Máy này có khách ở đây cũng làm theo ý khách luôn nha anh em. Rồi sơ sơ giúp cho anh em xem, hàm đã làm lại cho phần đồng sơn là miễn phí nha. Khách đang test lại cái hàn em cho chắc luôn. Rồi bây giờ em đang lên máy về Hà Nội cho khách đây ha. Đây là chiếc đầu tiên ở trong chiếc lô máy hai chiếc ha. Khách mua. Rồi xong, cảm ơn em nha. Đây là cái địa chỉ của công ty mình ha, là ở 167 quốc lộ 53 huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long á. Cái này có số điện thoại. Thì công ty mình thì cách bệnh viện đa khoa khoảng chừng 800m ha. Ở phía bên đó tòa nhà trắng trắng kìa, xa xa kìa ha. Rồi, cảm ơn mọi người nha.